Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với view 5 phút. Ở cuối tập 61, sau khi Diệp Phạm được khổng tước vương ra tay cứu giúp, hai người rất nhanh đã liền đi tới huyền Nguyên Cốc. Tuy nhiên, nói và lời, để lại Diệp Phạm, khổng tước vương rất nhanh đã rời đi. Thế nhưng trong không gian tĩnh lặng, một thanh âm nữ nhân gọi tên Diệp Phạm lại bất chợt vang lên. Nghe vậy, Diệp Phạm ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ai. Bất chợt từ phía xa, tần sau đã xuất hiện, sau đó chậm rãi tiến về phía Diệp Phàm Rất nhanh, hai người vừa gặp đã tiến tới và nói chuyện vô cùng thân thiết vẫn như xưa bàn tay tần Sao lại chạm nhẹ lên người diệp phàm và xoa nhẹ thế nhưng diệp phàm đã trưởng thành hơn anh ấy liền trêu đùa lại bởi vậy hai người đã liền động thủ với nhau một chút lúc này lấy tốc độ như tia chớp thân hình mềm mại của tần Sao liên tục lướt đi sau đó nàng liền dùng đôi chân thon dài đánh về phía diệp phàm mỗi cú đá của nàng phạt áo lại thêm một lần tung bay khiến diệp phàm hoa mắt chóng mặt và rốt cuộc sau một hồi trêu đùa hai người cũng dừng lại Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt, Diệp Phàm đã ở chỗ này tĩnh tâm tu hành thêm một tháng. Lúc này, Diệp Phàm vô cùng chăm chỉ, anh ấy liên tục khổ tu trong nhiều ngày, khiến cơ thể lại một lần nữa cứng cỏi hơn. Tuy nhiên, đang trong lúc Diệp Phàm tu luyện thì không gian đột nhiên xảy ra ba động mãnh liệt, từ xa xa có rất nhiều đạo thân ảnh xuất hiện. Sau đó, từ trong hư không, bất chợt xuất hiện lần lượt hai đạo thân ảnh mạnh mẽ đi ra, người này chính là Diêu Quang Thánh Chủ và Cơ Gia Thánh Chủ. Nhìn thấy hai vị đại nhân vật này xuất hiện, tất cả mọi người trong yêu tộc mặt đều biến sắc. Thế nhưng, khổng tức vương rất nhanh đã cười nhẹ nói. Diêu quang lão nhi, cơ gia lão nhi, các người cuối cùng cũng tới rồi. Khổng tức vương, ngươi nhiều lần khiêu khích chúng ta, người nghĩ mình là vô địch hay sao? Thực sự là khinh yêu tộc ta không có ai sao? Rất lời, thanh giao vương, một vị đại năng yêu tộc ở phương Bắc cũng liền xuất hiện. Thế vậy, siêu quan thánh chủ liền gầm lên, bàn tay huyện hóa, chỉ trong tích tắc, một luồng ánh sáng đã phóng thẳng trời cao, hóa thành hàng trăm thanh kiếm khổng lồ, liền cắm mạnh xuống đất. Sau đó, nó liền tỏa ra hào quang bao phủ lấy thân thể khổng tước vương ở bên trong. Vô tình, khi hào quang kia quét qua, nó liền hất bay diệp phàm ra bên ngoài. Thế vậy, đám người cơ gia nhìn thấy địch nhân thì vui sướng. Còn khổng tước vương, sau khi bị siêu quang thánh chủ bao vây, hắn ta vẫn rất hở hững, hai tay để ra sau lưng. Phía đối diện, Diêu Quang Thánh Chủ gầm lên, một thanh kiếm khổng lồ đã liềm phóng xuống. Đối diện với nó, Khổng Tước Vương cũng liền dùng ra một màn chắn hình tròn chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, tiền khí nổ mạnh liền bắn ra xung quanh. Còn phía xa, cơ gia Thánh Chủ cùng thanh giao vương giao chiến cũng vô cùng ác liệt. Hiển nhiên, sức mạnh của họ chẳng kém Khổng Tước Vương và Diêu Quang Thánh Chủ chút nào. Tuy nhiên ở bên ngoài, Diệp Phàm rất nhanh đã bị đám người cơ gia lao tới vây bắt, cầm đầu là mụ già cơ huệ từ trên không trung rất nhanh một bàn tay khổng lồ đã liền hướng diệp phàm ập xuống thấy vậy diệp phàm cũng liền phóng người tránh né rất nhanh một màn đuổi bắt lại diễn ra lấy thân hình như tia chớp diệp phàm rất nhanh đã liền lao đi tránh né khỏi những đòn công kích đang không ngừng lao đến sau một hồi thậm chí diệp phàm còn hướng về phía cơ huệ mà lao tới công kích ngược lại khiến mụ già kia phải tránh né vừa đánh diệp phàm cũng liên tục võ mồm cùng đám người cơ ra hiển nhiên anh ta trời chẳng sợ đất cũng chẳng kinh còn đám người cơ gia bọn họ đã tức giận đến cùng cực khi thấy diệp phàm lao xuống hỏa vực nóng bỏng đám người kia cũng không ngại ngần mà lao theo cứ thế trong màn dung nham nóng bỏng hai bên truy đuổi nhau vô cùng quyết liệt thế nhưng diệp phàm bị cái nóng thiêu đốt cũng vô cùng khó chịu tới đây diệp phàm quyết định đồng quy vô tận bất chợt khi đám người cơ gia lao xuống một vụ nổ hỏa diễm đã ầm ẩm, ẩm bạo phát nướng chín không ít người cơ gia cũng vì vụ nổ này diệp phàm thân thể liền bị bắn sâu vào trong một tầng đất đá đen kịt không bao lâu sau chỉ thấy cánh tay diệp phàm từ dưới đất trồi lên sau một hồi anh ấy mới ra được bên ngoài thế nhưng bên trong không gian kia diệp phàm lại vô tình thấy được một ngọn hỏa diễm màu tím ngay lập tức diệp phàm liền đuổi theo và bắt lấy nó thế nhưng ngọn hỏa diễm có tên tử khí đông lai kia lại như có linh tính nó liên tục tránh né khỏi bàn tay diệp phàm sau một hồi diệp phàm cũng bắt được nó anh ấy quyết định sẽ dùng ngọn lửa này để luyện đỉnh cho mình rất nhanh diệp phàm ngồi xuống bắt đầu khống chế hỏa diễm thế nhưng nhiệt độ kinh khủng của nó rất nhanh đã thiêu cháy quần áo bên ngoài cơ thể anh ấy nhất thời một màn chiến đấu với hỏa diễm nóng bỏng cũng liền diễn ra giờ khắc này diệp phàm vừa luyện khí thanh âm vừa vang lên nói Vừa qua khổ hải đến được bỉ ngạn mọi người đều đang đợi ta ta không thể dừng bước ở đây rất lời thân thể cường tráng của diệp phàm lộ ra hai mắt đang nhắm chặt mang theo khí thế sắc bén bất chợt bạo phát một luồng kinh khí kinh người bắn mạnh lên trời cao khiến cơ huệ ở bên ngoài sợ hãi Đến đây thì hết tập 62 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.